Vlog này thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người một số những cái kiến thức rất là mới, những kinh nghiệm rất là mới, mô hình kinh doanh rất là mới trong ngành F&B, tức là ngành kinh doanh nhà hàng đồ ăn đồ uống. Thì có ba cái mô hình mà tôi muốn chia sẻ trong video ngắn này. Đầu tiên đấy là mô hình mà các bạn đang nhìn trên ảnh ấy, đấy là người ta đưa nhà hàng vào trong rạp chiếu phim, hoặc ngược lại là bạn có thể là đưa rạp chiếu phim vào nhà hàng. Đó, thì hiện nay ở trên thế giới mới nhất là Malaysia thì đã có một cái mô hình đấy là rạp chiếu phim là có nhà hàng đấy, có thể phục vụ các cái đồ ăn chúng ta đang nhìn thấy ở đây trong các bức ảnh này. Đó, chúng ta vừa xem phim vừa ăn uống. Vâng, thì trước khi đánh giá về mô hình này có thành công hay không thì vẫn còn quá sớm. Tuy nhiên chúng ta sẽ phân tích một số những cái yếu tố để chúng ta cân nhắc lựa chọn đầu tư hay không. Thứ nhất là nó là một mô hình mới. Thứ hai là nó giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian. Bình thường ấy, thì hành vi của người Việt chúng ta là đi ăn tối xong ở đâu đó, sau đó là chúng ta có thể đi xem phim theo kiểu là bạn bè, người thân, gia đình hoặc là vợ chồng hoặc là đôi lứa yêu nhau người ta sẽ đi. Như vậy người ta phải đi hai tăng. Đấy, tốn tiền ở hai nơi và tốn nhiều thời gian hơn. Vậy thì trong cùng một chỗ tôi vừa có ăn uống vừa có xem phim, ví dụ như tôi vừa xem một bộ phim lãng mạn hoặc một bộ phim bom tấn nào đó và tôi ăn tối thì cũng rất là hay. Và có thể các bạn sẽ thắc mắc là vậy thì mùi này, ồn ào này, xem phim như thế thì nó không ok rồi vân vân. Nhưng tôi nghĩ là khi mà đã làm thì nó sẽ phải tính toán, mùi nó sẽ xử lý được, hút mùi mạnh rồi thì sẽ làm những cái món nguội, món chuẩn bị trước, không phải là những món nặng mùi, ví dụ thế, đúng không? Đấy, thế rồi thì ồn ào thì người ta sẽ có những cái sự lịch sự nhất định, sẽ quy định khách hàng là không được nói to, vân vân. Thì một cái mô hình mới nó sẽ làm thay đổi những cái hành vi tiêu dùng và tạo ra những cái phương thức thưởng thức mới. Thí dụ như ở Việt Nam chúng ta thấy có những cái rạp chiếu phim hiện nay là nó có những cái giường, cái suất chiếu là dạng giường nằm, có thể để dài, dài 1m8. Và trên đó thì cũng người ta cũng phục vụ đồ ăn, đồ uống, rồi thì những cái một số những cái finger food, một số những loại bỏng nước, trà. Đấy, ở Việt Nam đã có rồi và cũng khá là đông khách nằm ra xem phim cũng thấy rất là ok, thay vì phải ngồi mỏi nằm 2 tiếng, 3 tiếng xem phim cũng thấy thoải mái, dễ chịu, giá vé đắt hơn. Thế bây giờ cho thêm ăn uống nữa, thêm một chút ăn, còn uống thì cho rồi. Đấy, thì tôi nghĩ cũng rất là ok. Theo quan điểm cá nhân của tôi là mô hình này là mô hình mới và hoàn toàn có thể sẽ hiệu quả nhất định. Sẽ hiệu quả nhất định. Vâng, và nó có thể là tạo ra những hướng kinh doanh mới. Thí dụ như bạn có nhà hàng thì bạn có thể đưa rạp chiếu phim vào. Thông thường các nhà hàng ở Việt Nam thì có màn hình lớn xem bóng đá, xem ca nhạc giải trí, rồi chiếu phim lăng nhăng, nhưng mà chưa bao giờ set up nó theo một cái hướng đó là rạp chiếu phim. Thì tôi gọi nó là mô hình live, tức là kết hợp của hai ba cái gì đó vào với nhau. Thí dụ như đây là rạp chiếu phim với nhà hàng mix vào nhau. Và ngược lại, nhà hàng và rạp chiếu phim có thể mix vào nhau. Nếu như các bạn đang kinh doanh nhà hàng thì các bạn có thể thử nghiệm. Và ngược lại thì các bạn đang kinh doanh rạp chiếu phim như là CGV hay là Betamax hay là một số những cái chuỗi rạp khác, đúng không? Thì có thể cân nhắc thử mở rộng một vài phòng, sau đó tăng dần ra sao. Đấy, chúng ta chưa nói được cái sự thành công, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có những yếu tố nhất định để thành công phù hợp. Rồi, cái mô hình thứ hai lâu rồi thì tôi giới thiệu với các bạn, đây là cái nhà hàng 123 Zô ở đường Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Thì cái nhà hàng này ngày xưa tôi có làm marketing và tôi có biết quen sếp Đoài, anh Đoài là chủ cái nhà hàng này, anh ấy rất là giỏi, rất là thông minh. Đấy, thì anh ấy nói là thầy Phan Anh ạ, em là em mix hai mô hình lại, một là mô hình quán bar thì nó có nhạc mạnh, đấy, DJ, rồi thì quả cầu ánh sáng, các cái bàn ghế ngồi rất là cao. Đấy, thì các bạn để ý không? Ở đây quán bar là bàn ghế ngồi rất là cao, đấy, chơi nhạc mạnh, đấy, rồi có nhiều cái chương trình giải trí. Thế còn cái món nướng vỉa hè, đấy, một cái nhà hàng nướng vỉa hè thì giá của nó bình dân, món của nó dễ ăn, hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là các bạn trẻ. Đấy, muốn giải trí mà lại không cần tốn quá nhiều tiền. Nói thật là bây giờ đi vào bar thì cũng phải 500-700, 1 triệu. Hôm trước thì tôi vào quán pub của khách sạn JW Marriott, tôi thường hay
uống cocktail ở quán Cool Cat, ở trong đó thì một ly rượu 350.000 chưa thuế đấy. Thế nhưng mà bây giờ ví dụ như sang chỗ 123 Dô của anh Đoài này thì 350.000 một người thì chắc là ăn uống no say khênh về luôn đấy, mà vui, rất là vui. Nhưng mà thôi, tôi đang nói về cái góc độ là mô hình live, tức là quán bar và quán nướng vỉa hè mix vào nhau thì thành ra như thế này đấy. Từ cái phong cách quán, từ cái nhà hàng, từ cái cách bố trí bài trí phục vụ rất là giống phong cách quán bar, nhưng menu thì lại là vỉa hè, giá lại rất là hợp lý. Và cái nhà hàng này thì tôi không nhớ chính xác, nhưng khoảng độ 6-7 năm trước là tôi đã bay vào đây, tôi làm việc và tôi đã chạy quảng cáo cùng với sếp Đoài, và nhà hàng rất là thành công, cho đến tận bây giờ vẫn rất đông khách, rất thành công. Đấy, thì tôi giới thiệu cái mô hình thứ hai là các bạn có thể cân nhắc về việc là mix hai cái gì đó vào với nhau. Còn mix cái gì với cái gì thì các bạn suy nghĩ, hoặc là các bạn liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Được chưa? Một cái mô hình thứ ba tôi muốn giới thiệu, một cái mô hình cũng rất là mới, đó là quán cà phê nhưng mà lại live với quán pub. Đấy. Bình thường quán pub thì phục vụ sinh tố thì rất nhiều, hay là quán sinh tố thì lại rất ít khi, cà phê sinh tố rất ít khi phục vụ đồ có cồn, rượu, cocktail. Đấy, thế thì cái mô hình này thì ở một cái bạn cũng có nhờ tôi chạy quảng cáo, thì tôi đến tôi thấy bạn làm rất là hay. Tức là buổi sáng bạn đã có một menu chuyên cà phê nước ép sinh tố giá rẻ. Đấy, bởi ở quê thì cà phê nước ép sinh tố trà sữa thì nó chỉ loanh quanh 20-30, 40.000 một một món là căng. Cà phê chỉ khoảng 15-20.000 thôi. Đấy, trà sữa cũng 25.000, rất ngon, cũng chỉ 25.000, không bán được 6-70 như Hà Nội, Hồ Chí Minh đâu. Đấy. Bơ tươi cũng chỉ khoảng 35.000, nước ép cam 35-40.000 thế thôi. Thế buổi chiều sau 6 giờ chiều thì bắt đầu 6 giờ chiều bạn ấy chạy một menu riêng là menu rượu, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, uống dạng ly. Đấy, ví dụ như là 30.000, 50.000, 100.000 một ly shot như thế, một cái cứ một shot B52, một shot 5 ly như vậy là 120.000, kiểu kiểu thế. Thì nó rất là nhanh tiền. Đấy, bởi vì giá cốt của dòng cocktail, dòng rượu pha đấy thì thường các bạn pha, bartender các bạn pha thì nó chỉ rơi vào trung bình là từ 20 đến 25% thôi. Tức là 100 ngàn mình thu được của khách thì giá cốt tiền nguyên liệu mình chỉ mất 20 nghìn thôi. Nếu mà nhà cửa mình có, mình đầu tư, mình không mất tiền thuê. Đấy, nhà cửa mình sang sửa một chút, chơi nhạc mạnh, rồi phong cách decor đẹp đấy, đến từ gọi là tương lai, rồi thì phong cách lấy cảm hứng từ thiên nhiên, từ núi đá hay là từ Nhật Bản hay là từ Mỹ gì cũng được, hay từ biển. Tất cả mình thiết kế có một cái phong cách, có quầy bar, có quả cầu ánh sáng, rồi có DJ chơi. Đấy, thì rất là ok. Buổi tối cắn hạt dưa uống rượu thì một cái bill có thể thu được 1-2 triệu rất là đơn giản. Và bạn nói là một ngày em cũng có thể có doanh thu khoảng 10 triệu, 15 triệu. Đấy. Thì tất nhiên đây là bạn ấy làm thì bước đầu, nhưng mà doanh thu thế rất là tốt so với một quán nước. Còn nếu mà bạn chỉ bán cà phê sinh tố thôi thì một ngày bạn thu được khoảng 2-3 triệu là căng đét. Đúng không? Thì cái này bạn đã có thể thu được từ bét bèn bẹt cũng phải cỡ khoảng 300 một tháng. Đấy. Thì bạn lợi nhuận bạn rất là tốt, rất là tốt nhá. Thì cái mô hình ở đây là mô hình tôi nói là mô hình live giữa quán cà phê và quán rượu, quán cà phê và quán pub, bar pub. Đấy, thông thường các quán pub và các quán bar thì cái ly đồ uống nó rất là đắt, mojito hay là cocktail hay là rượu gin riếc gì đó thì nó khá đắt. Tôi uống ở JW Marriott Cool Cat ấy thì 350.000 một ly chưa thuế, tất nhiên là nó là khách sạn 5 sao. Thế còn vào pub thì nó rẻ hơn một chút, tầm trăm, 100, 200, 250 hoặc 200 một ly. Hay là trên phố cổ, học trò tôi ở có một cái quán Hayden ấy, ở trên phố Lương Ngọc Quyến thì tôi có lên rồi, thì bạn ấy bán cũng cũng khoảng khoảng trăm, 150, 200, 250 một một set, một món đồ uống, tùy vào cái loại đồ uống đấy, và cái cốt trung bình cũng khoảng 20, 25% thôi. Đấy, thì các bạn cân nhắc nhé. Tôi có giới thiệu với các bạn ba mô hình. Mô hình đầu tiên là rạp chiếu phim kiêm nhà hàng quán lẩu. Thế còn bạn phục vụ món gì thì tùy bạn, mà ngược lại là nhà hàng kiêm rạp chiếu phim. Thứ hai là quán bar kết hợp với nướng vỉa hè. Đấy, và thứ ba là cà phê
kết hợp với ba bắp. Thì sau này bây giờ các bạn mà có vô tình mà các bạn xem được cái video này của tôi thì các bạn hãy suy nghĩ mix hai ba mô hình lại với nhau, cái gì mix với cái gì, phong cách như thế nào, phục vụ ra làm sao, món là gì, menu là gì, hướng tới đối tượng như thế nào, thì các bạn phải cân nhắc, các bạn suy nghĩ. Và nếu mà các bạn cần người mà thảo luận các ý kiến, tại vì những mô hình này thì tôi đều đã trải qua, và tôi đây mô hình này là mới nhất trên thị trường, đang sắp sửa có thể sẽ bùng nổ ở các nước như Malaysia, Singapore hay là Trung Quốc, và Việt Nam mình cũng ok. Thế còn hai cái mô hình kia thì tôi đã từng là tư vấn, tôi đã từng là chạy quảng cáo cho họ rồi. Thì đấy là một vài cái chia sẻ của tôi. Vâng, và nếu mà các bạn cần thì chạy quảng cáo hay là cần học hay cần tư vấn thì gọi điện cho tôi nhá. Vâng, tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học và một chuyên gia về digital marketing. Số điện thoại của tôi là 0989 623 888. Vâng, xin cảm ơn, xin chào.